Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, huyện Sa Thầy tổ chức thăm chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác tặng quà chúc cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới đón Tết Nguyên Đán vui vẻ, đậm ấm, an toàn, tiết kiệm. Chúc cán bộ chiến sĩ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đón một mùa xuân mới vui tươi, an toàn, đồng thời chúc cán bộ nhân dân xã biên giới tiếp tục đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng đổi mới chung sức cùng các lực lượng trên tuyến biên giới đảm bảo an ninh chính trị trật tự xã hội bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương và đồn biên phòng quan tâm chăm lo cho nhân dân đón tết đầy đủ không để người dân nào bị đói rét trong dịp tết gặp mặt đại diện các cơ sở tôn giáo lãnh đạo huyện chúc mừng các vị chức sắc chức việc chư tăng phật tử và tín đồ năm mới mạnh khỏe bình an phát huy truyền thống yêu nước sống tốt đời đẹp đạo gắn bó đồng hành chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy truyền thống đoàn kết giữa các tôn giáo chung tay vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững hướng tới mục tiêu xây dựng địa phương phát triển vững mạnh về quốc phòng an ninh đời sống người dân ngày càng được nâng lên cả về vật chất và tinh thần